Chào mừng các bạn đã quay trở lại với những tình tiết hấp dẫn của bộ phim Bác sĩ luật sư. Hôm nay chúng ta cùng đón xem tập 11 của bộ phim nhé. Trong cuộc nói chuyện với Yi Han, Do Jin-woo đưa cho anh tờ đơn xin kết hôn của cậu và Sun-yi đã viết khi cô bé còn khỏe. Họ nguyện trọn đời bên nhau. Giờ đây, chỉ cần cậu điền vào giấy kết hôn và được văn phòng luật công chứng thì hai người sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Yi Han khuyên cậu hãy suy nghĩ kỹ vì Sun-yi có thể sẽ không thể tỉnh lại, nhưng cậu bé vẫn quyết tâm muốn được ở bên cô bé đến giây phút cuối cùng. Tại căn penthouse, Jayden Lee đang nói chuyện với hai vị giám đốc quỹ Bansuk về việc anh muốn đưa trung tâm nghiên cứu của bệnh viện ra thị trường Hoa Kỳ. Điều đó sẽ mang lại nguồn tiền lớn cho họ. Tuy nhiên, có những 16 vị giám đốc tại bệnh viện mà hiện tại mới chỉ có 6 phiếu chắc chắn sẽ ủng hộ cho anh. Ít nhất anh cần giành được 8 phiếu thì mới có cơ hội. Jayden Lee nói Yuna sẽ đứng về phía anh và đích thân anh sẽ tự giành lấy 2 phiếu còn lại. Đúng lúc đó, điện thoại của hai vị giám đốc nhận được tin nhắn thông báo về việc Yun Mi San sẽ ghé thăm bệnh viện, yêu cầu tắt camera và không đi lại xung quanh tòa nhà. Điều này khiến hai người họ rất khó chịu. Họ nghĩ Yun Mi San và Gu Jin-ji đang có âm mưu gì đấy. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, Do Jin-woo đã nghĩ ngay tới việc đưa Sun-yi ra khỏi bệnh viện Bansuk với tư cách là người giám hộ. Lúc này, Yi Han nhận được điện thoại của Jayden Lee thông báo về việc Yun Mi San đang tới bệnh viện. Yi Han nhờ anh ta kết nối máy với đại diện Im Tae-mon. Đó là lý do mà ông ta đã cùng Yi Han xuất hiện tại cửa bệnh viện. Khi vừa xuống xe, ông Tae-mon trách viện trưởng đã một chân đứng hai thuyền và ông cũng quay sang hỏi về chuyện của con gái bà Yun Mi San khiến bà ta bất ngờ. Yi Han lên tiếng nói mình là luật sư của người giám hộ và anh muốn đưa Sun-yi chuyển tới phòng khám của mình. Gu Jin-ji đã viện lý do là trái quy định khi Sun-yi đang là bệnh nhân nguy kịch. Đáp lại, Yi Han vạch tội ông ta khi đã đưa con trai y tá trưởng rời phòng khám của anh khi cậu bé còn là bệnh nhân vừa phẫu thuật. Anh nhất quyết yêu cầu được tới chỗ của Sun-yi khiến Yun Mi San tức giận, còn viện trưởng đành bất lực chấp thuận, nhưng ông ta chỉ cho người giám hộ và bác sĩ được tới. Phản bác ý kiến đó, Seok Yang yêu cầu được tới đó để phục vụ điều tra theo yêu cầu của người giám hộ. Mượn việc Sun-yi nằm viện, ông Im Tae-mon ám chỉ bà Yun Mi San và bệnh viện Bansuk có nhiều mối quan hệ mờ ám. Bà ta khẳng định việc đưa con gái tới đây chỉ là để nhận điều trị y tế chứ không có sự ưu tiên nào cả. Vị đại diện liền yêu cầu được nói chuyện riêng với Gu Jin-ji. Lúc này, trợ lý của Jayden Lee đang theo dõi và chụp ảnh sự việc gửi cho anh ta. Nhận được tin nhắn, anh ta rất bất ngờ với kỵ sĩ của mình vì đã to gan đột nhập vào tận lõi của kẻ thù. Còn Yuna, khi được Jayden Lee thông báo, cô trầm tư suy nghĩ. Trong lúc ông Tae-mon và viện trưởng nói chuyện, Yi Han và Seok Yang phải chờ đợi bên ngoài khiến họ sốt ruột về tình hình của Sun-yi. Trong phòng, ông Tae-mon trách viện trưởng việc không nghe lời cảnh cáo của ông ta mà hai tay vẫn cầm 2 viên kim cương. Ông còn nhắc đến việc Gu Jin-ji đã lừa dối ông khi sẽ để bác sĩ mà thay thế Goo Hyun-sung phẫu thuật tim cho mình. Việc đó khiến ông rất tức giận không thể tha thứ được. Gu Jin-ji xin lỗi vị đại diện nhưng kèm theo đó ông ta lại buông lời đe dọa ông Tae-mon. Theo lời viện trưởng, giờ đây ông ta mới là người giữ ưu thế khi cả sự nghiệp chính trị và phần còn lại của cuộc sống vị đại diện đều nằm trong tay ông ta, nên vị đại diện không có sự lựa chọn. Lời nói đó khiến ông Tae-mon tức giận nhưng phải suy nghĩ lại. Tại văn phòng, trợ lý giám đốc bác sĩ Lee Do Hyung cùng cô nhân viên đang phàn nàn về việc luôn bị gọi đến phục vụ Yun Mi San lúc nửa đêm. Sau đó, họ định quấn lấy nhau để tận hưởng nhưng bất chợt tên trợ lý nhận được lệnh của viện trưởng yêu cầu tiêm thuốc an thần cho Sun-yi để cô bé rơi vào hôn mê sâu. Dù không biết lý do nhưng anh ta vẫn nhanh chóng làm theo. Ở một diễn biến khác, Goo Hyun-sung háo hức gọi Yuna đến nhà riêng để khoe với cô việc anh ta sắp được làm viện trưởng, tương lai sẽ là chủ tịch và vượt trội hơn bố mình. Viện trưởng dẫn Yun Mi San và Yi Han cùng Seok Yang tới khu điều trị cho khách VIP. Ông ta dặn bà Yun Mi San cứ yên tâm vì ông ta đã sắp xếp ổn thỏa. Bước vào khu điều trị, Yi Han nhớ lại 5 năm trước khi anh xông vào đập vỡ cửa kính để tìm cho ra bệnh nhân VIP. Nhìn thấy Sun-yi, Do Jin-woo rất lo lắng. Bắt gặp bác sĩ Lee Do Hyung cùng cô nhân viên trong phòng bệnh, Yi Han nghi ngờ, còn Seok Yang cô liền hỏi tại sao họ lại có mặt ở đó. Nhanh trí, Lee Do Hyung nói đang là ca trực và hắn tự tay chăm sóc bệnh nhân VIP với tư cách trợ lý giám đốc. Yi Han kiểm tra tình hình của Sun-yi, viện trưởng thông báo tình trạng sức khỏe của cô bé. Cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh xương nhưng lại gặp vấn đề nghiêm trọng là bệnh sơ phổi tự phát đã ở giai đoạn cuối. Yun Mi San trách Do Jin-woo là thứ rác rưởi vì đã không biết bệnh tình của cô bé mà để cô bị nặng đến vậy. Bà ta còn cảnh cáo cậu bé không được xuất hiện quanh quẩn bên cô ấy nữa, khiến Seok Yang rất khó chịu. Viện lý do bệnh nhân đang nguy kịch, viện trưởng ngăn cản việc đưa Sun-yi rời đi. Lee Do Hyung định rời đi nhưng đã bị Yi Han ngăn cản. Anh bóp mạnh vào ngón tay cô bé thì thấy cô vẫn cảm nhận được, hóa ra cô không hề hôn mê mà còn có thể tự thở. Yi Han tra hỏi ông viện trưởng tại sao lại đặt nội khí quản khi cô vẫn tự thở được, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông ta. Lúc này, Yuna nói lời xin lỗi Goo Hyun-sung và xin phép ra về khiến anh ta tụt cảm xúc mà không hiểu chuyện gì. Mặc dù anh ta cố gắng kéo cô lại muốn cô giải thích nhưng không được. Cô nói anh ta sẽ sớm hiểu mọi chuyện khiến anh ta buồn bã. Ở bệnh viện, trả lời cho câu hỏi của Yi Han, Gu Jin-ji nói ông ta đặt nội khí quản để đề phòng tình huống xấu nhất khi cô bé mất ý thức không thể thở được, nhưng anh đã tiến tới kiểm tra loại thuốc mà Lee Do Hyung vừa tiêm cho bệnh nhân mặc cho họ ra sức ngăn cản. Yi Han tra hỏi bác sĩ Lee về việc tiêm thuốc an thần khiến bệnh nhân hôn mê sâu nhưng anh ta lúng túng không trả lời được. Viện trưởng đã xác nhận đó chính là kế hoạch để kéo dài chờ phổi cấy ghép, nhưng là bác sĩ giỏi về chuyên môn, anh đưa ra bằng chứng ông ta kết hợp hai loại thuốc với liều lượng nặng có thể làm cho bệnh nhân mất mạng, khiến bà Yun Mi San bàng hoàng và tra hỏi ông ta. Kế hoạch giữ Sun-yi lại làm con tin đã bị Yi Han phát hiện, anh yêu cầu được đưa bệnh nhân chuyển về phòng khám ngay trong đêm và từ nay anh sẽ là bác sĩ của cô bé. Khi xe cứu thương vừa rời đi, Seok Yang thông báo với viện trưởng việc cô sẽ điều tra về việc nhập viện và điều trị của Sun-yi tại bệnh viện Bansuk. Cô cũng tiến tới hẹn gặp trợ lý của bà Yun Mi San để điều tra về quỹ chính trị Yun. Cô cũng không quên nhắc nhở anh ta đừng cố làm hại bản thân thêm lần nào nữa. Rời khỏi nhà Goo Hyun-sung, Yuna tới tìm Jayden Lee thông báo với anh về việc cô đã kết thúc với hắn. Jayden Lee có chút ngỡ ngàng vì theo kế hoạch cô sẽ hẹn hò với Goo Hyun-sung cho tới khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, nhưng giờ cô đã không làm theo kế hoạch đó chỉ vì không muốn lừa dối cảm xúc của mình. Tuy nhiên, Jayden Lee đã khéo léo che giấu sự thất vọng mà quay sang cảm ơn cô khi đã rời bỏ Goo Hyun-sung để về với anh ta. Họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Còn Goo Hyun-sung, sau khi bị Yuna từ chối, hắn không ngừng nhớ lại những lời cô nói và tự hỏi tại sao lại như vậy. Tại phòng khám, sau khi đưa Sun-yi trở về từ viện Bansuk, Yi Han đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô và cô bé cũng nhanh chóng tỉnh lại, nhận ra người mà cô yêu thương khiến cậu bé Do Jin-woo rất vui mừng. Tuy nhiên, bệnh sơ hóa phổi của cô bé đã ở giai đoạn nặng mà chỉ còn cách ghép phổi mới có thể sống sót, nằm trong danh sách đăng ký ghép tặng nhưng để chờ được lá phổi với nhóm máu O thích hợp là rất khó. Nghe vậy, Do Jin-woo muốn được dùng lá phổi của mình để ghép cho vợ vì cậu bé cũng nhóm máu O, nhưng Yi Han đã nói ca phẫu thuật này cần đến 2 người hiến, mà ở đây người có thể hiến phổi nhanh nhất là người thân của cô ấy. Ở trung tâm nghiên cứu, loại thuốc mới chuẩn bị công bố đang gặp vấn đề về phản ứng phụ. Yuna đã yêu cầu nhân viên trung tâm tiếp tục thử nghiệm và điều tra toàn diện. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới phiên điều trần của viện trưởng, nhưng Yuna sẽ tự báo cáo và chịu trách nhiệm. Sau khi nghe chuyện tối qua, vị đại diện Im Tae-mon đã cùng Yi Han xuất hiện tại bệnh viện qua lời kể của tên trợ lý. Goo Hyun-sung không khỏi bất ngờ và thắc mắc tại sao họ lại xuất hiện cùng nhau như vậy. Tại phòng thẩm vấn và điều tra, Seok Yang đang tra khảo tên bác sĩ trong trại giam về tội ra lệnh cho Nam Hyuk Chun giết người. Mặc dù cô đưa ra vật chứng là con dao hắn đã đưa cho phạm nhân nhưng hắn vẫn một mực chối tội. Chỉ tới khi cô nhắc đến việc hắn vừa mua một căn hộ sang trọng và còn đưa vợ con đi Hawaii du học thì hắn mới im lặng và yêu cầu luật sư bảo vệ. Seok Yang đồng ý nhưng cô liền hỏi hắn ai sẽ trả phí luật sư hay lại là viện Bansuk khiến hắn lúng túng. Sau cuộc thẩm vấn, Seok Yang bảo đồng nghiệp hãy để mắt đến Nam Hyuk Chun và đảm bảo sự an toàn của anh ta, tránh việc bị diệt khẩu. Rời khỏi cơ quan điều tra, tên bác sĩ bất ngờ khi thấy Yi Han đã đứng chờ sẵn để được làm luật sư bào chữa cho hắn. Trong cuộc nói chuyện, tên bác sĩ thắc mắc lý do gì khiến Yi Han muốn làm luật sư bào chữa cho mình. Đáp lại, Yi Han nói mục tiêu của anh không phải hắn mà là viện trưởng Gu Jin-ji, chỉ cần hắn chịu khai cho anh biết sự thật anh sẽ giúp hắn có được những tình tiết giảm nhẹ tội, mà ở đây chính là sự tha thứ của anh, nạn nhân bị giết hụt. Suy nghĩ hồi lâu, tên bác sĩ đã tiết lộ cho Yi Han bí mật về lời Park Ki Tae đã nói trước khi chết. Anh ta nhắc tới chiếc USB trong khu vườn và may mắn tên bác sĩ đã không nói điều này với viện trưởng. Trở về văn phòng, Yi Han cùng đồng nghiệp đang nói về câu chuyện chiếc USB thì nhận được điện thoại của Do Jin-woo. Anh liền tới phòng khám gặp cậu. Cậu bé nói sẽ không kiện bà Yun Mi San nữa để nhận được sự chấp thuận hiến tạng cứu sống Sun-yi. Cho dù đây là cơ hội duy nhất để vạch trần bà ấy nhưng vì mạng sống của vợ cậu, cậu đã chấp nhận bỏ qua. Điều đó làm Yi Han cảm động. Trong cuộc gặp gỡ với Yun Mi San, cậu đã nói sẽ bỏ qua tất cả chỉ cần bà ta đồng ý hiến tạng, nhưng người đàn bà mưu mô đó đã ra điều kiện ép Do Jin-woo phải hủy hôn và biến mất khỏi cuộc đời của Sun-yi thì bà ta mới chấp nhận. Dù đau lòng nhưng cậu bé vẫn đồng ý và cậu còn quỳ gối cầu xin bà ta hãy cứu lấy sự sống của chính con gái bà. Sau một tháng suy nghĩ, bà ta đã đồng ý nhưng cuộc phẫu thuật sẽ phải được tiến hành tại viện Bansuk để đảm bảo bí mật. Còn Yi Han, anh yêu cầu được thực hiện ca phẫu thuật đó và bà ta cũng đã đồng ý. Tại văn phòng công tố, Seok Yang đã nhờ đồng nghiệp bí mật tìm hiểu về Gom Guk Kwang, tên tay chân đang làm việc cho Yun Mi San. Cô cũng đề nghị hai người họ đừng báo cáo lên Baek Kang-hu. Tại căn penthouse, Jayden Lee đang cùng bàn bạc kế hoạch với mọi người. Sắp tới sẽ đồng loạt diễn ra các cuộc họp cổ đông, phiên điều trần của Gu Jin-ji, cuộc tranh luận bầu cử giữa Im Tae-mon và Yun Mi San và cả cuộc phẫu thuật cho Sun-yi nữa. Jayden Lee sẽ tới để ngăn cản Goo Hyun-sung nhận chức viện trưởng. Yuna cảm thấy tiếc khi Yi Han không ứng cử nhưng anh đã nói mình không hứng thú với vị trí này. Seok Yang nói sẽ hỗ trợ Jayden Lee hết sức khiến anh ta rất vui và yên tâm. Trước khi vào cuộc họp, Gu Jin-ji không quên động viên con trai mình hãy tự tin vì anh ta xứng đáng. Cuộc họp diễn ra với sự có mặt của rất nhiều cổ đông. Gu Jin-ji tuyên bố sẽ từ chức và bỏ trống ghế chủ tịch, còn vị trí viện trưởng ông ta muốn đề cử con trai mình khiến cả cuộc họp cảm thấy nực cười. Các cổ đông phản ứng gay gắt với ý kiến của viện trưởng. Vợ ông viện trưởng lên tiếng kể công của con trai nhưng vẫn không xoa dịu được các cổ đông khiến Gu Jin-ji đã phải yêu cầu bỏ phiếu. Trước khi bỏ phiếu, Jayden Lee đã xin được ý kiến với tư cách nhà đầu tư nhưng đã bị phu nhân viện trưởng bác bỏ với lý do anh không đủ tư cách. Đáp lại, Jayden Lee ám chỉ việc chủ nhân của viện Bansuk sẽ thay đổi trong 1 tháng tới khiến cả hội trường xáo động. Yi Han cùng đồng nghiệp đang cố gắng tìm cho ra khu vườn trước khi buổi điều trần diễn ra. Đúng lúc đó, phóng viên So-hê tìm đến và nghe được câu chuyện. Cô đã nghĩ đến một khả năng khác rằng khu vườn chính là tên của một ai đấy chứ không phải địa danh khiến Yi Han như ngộ ra. Họ bắt đầu chuyển hướng đi tìm người tên là Jung Won đó. Trở lại cuộc họp, trợ lý Jayden Lee công bố bản hợp đồng mà viện trưởng đã ký, yêu cầu trả cho anh ta cổ phiếu nếu không sẽ bồi thường $1 tỷ khiến các cổ đông bất ngờ và tra khảo ông ta. Gu Jin-ji trấn an cổ đông rằng số cổ phiếu sẽ không quá lớn nhưng Jayden Lee đã chỉ ra rằng nếu giá cổ phiếu giảm thì số cổ phiếu anh ta nhận được sẽ nhiều hơn dự định ban đầu và bệnh viện sẽ thuộc về tay anh. Điều này khiến Goo Hyun-sung mất bình tĩnh. Ngay lúc này, Yuna với cương vị là giám đốc trung tâm nghiên cứu đã đứng lên nêu ý kiến. Cô thấy được bất cập của loại thuốc mới nên đã yêu cầu hủy bỏ chứng nhận của Bộ Y tế và tập trung nghiên cứu thêm. Việc này sẽ kéo giá cổ phiếu giảm mạnh và phu nhân viện trưởng đã thẳng thắn chỉ trích cô đang muốn bán bệnh viện. Bà ta không muốn viện Bansuk rơi vào tay công ty nước ngoài là Jayden Lee. Ngay lập tức anh ta đã khẳng định mình sẽ mang trung tâm nghiên cứu Bansuk vươn ra tầm quốc tế và lợi nhuận các cổ đông nhận được sẽ tăng lên nhiều lần khiến các cổ đông rất tâm đắc. Gu Jin-ji khẳng định mình sẽ nhận chức bộ trưởng và ông sẽ không để chuyện đó xảy ra. Đáp lại, Jayden Lee thẳng thắn bãi bỏ việc Goo Hyun-sung nhận chức viện trưởng bởi anh ta đang có nguy cơ bị truy tố với tội danh cố ý giết người. Goo Hyun-sung rất căm giận và bất ngờ về sự phản bội của Yuna. Yi Han và đồng nghiệp đã tìm ra cô y tá tên Jung Won từng làm việc chung với Park Ki Tae mà giờ đây cô đã xin chuyển tới một trung tâm điều dưỡng. Anh lập tức lái xe đến tìm cô ấy. Lúc này, Seok Yang cùng cảnh sát tới bệnh viện Bansuk để khám xét điều tra. Do cô đã xin được lệnh khám xét của văn phòng công tố nên bảo vệ bệnh viện đã không thể ngăn cản. Khi Gu Jin-ji đang cố tẩy trắng cho con mình trước lời buộc tội của Jayden Lee và các cổ đông, Seok Yang bất ngờ bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Còn Goo Hyun-sung và mẹ anh ta thì rất tức giận. Cô đưa cho anh ta chát hầu tòa và cảnh cáo nếu còn vắng mặt cô sẽ triệu tập hắn như một phạm nhân. Cô cũng đưa một chát cho bác sĩ Lee Do Hyung và nói nhỏ với anh ta nên tỉnh táo vì có thể bệnh viện sẽ không đứng về phía anh ta nữa. Sự việc diễn ra khiến các cổ đông bàng hoàng. Lợi dụng tình thế đó, Jayden Lee đề nghị bỏ phiếu trước sự bất lực của viện trưởng và sự căm phẫn của Goo Hyun-sung. Tìm đến trung tâm điều dưỡng, Yi Han tìm gặp cô y tá Jung Won. Nghe đến tên anh, cô rất bất ngờ. Cô là bạn gái của Park Ki Tae. Trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, Park Ki Tae đã đưa cho cô chiếc nhẫn và hứa hẹn sẽ cầu hôn cô khi anh ta trở về, nhưng không ngờ anh lại bị sát hại. Hóa ra chiếc USB đã được giấu dưới đáy hộp đựng nhẫn và cô đã xem rồi biết sự thật, sợ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm, cô đã rời Bansuk. Tại cuộc họp có 5 phiếu đồng ý và 11 phiếu bỏ trống cho việc bầu Goo Hyun-sung làm viện trưởng, điều đó khiến hai vị giám đốc cùng Jayden Lee và Yuna rất vui mừng, còn Goo Hyun-sung thì ôm một nỗi hận. Sau cuộc họp, phu nhân viện trưởng rất tức giận khi biết Seok Yang đang tìm cách trả thù cho cái chết của em cô mà bà ta không biết cậu ấy đã bị sát hại, mà cô gái ngồi cùng bà ta đang cảm thấy tội lỗi. Gu Jin-ji dặn dò con trai tạm thời ở ẩn và đừng tới bệnh viện. Bao nhiêu bức xúc dồn nén, cậu ta khóc như một đứa trẻ và nói mình quá mệt mỏi vì Han Yi-han. Cậu ta đổ lỗi cho bố mình vì đã bắt Han Yi-han làm bác sĩ ma cho cậu, khiến cậu ta thấy mình nhỏ bé suốt 20 năm qua mà không thể tự vượt qua anh được. Những lời đó khiến viện trưởng rất buồn. Nhận chiếc USB, Yi-han đã nghe và rất căm hận. Tại bệnh viện, anh đang có cuộc họp cùng các bác sĩ và y tá của bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép phổi. Từng công việc anh đã phân công cụ thể cho từng tổ và yêu cầu các tổ sẽ phối hợp thật nhịp nhàng để ca phẫu thuật thành công. Seok Yang và Jayden Lee đã đề nghị được theo dõi ca phẫu thuật từ camera tại phòng của viện trưởng. Ba phòng mổ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi tách lấy một lá phổi của Do Jin-woo, Yi Han dùng để cấy ghép cho Sun-yi. Cuộc phẫu thuật diễn ra nhanh chóng và cẩn thận. Anh đã cấy ghép thành công lá phổi của Do Jin-woo cho Sun-yi. Đến lá phổi của bà Yun Mi San, khi anh chuẩn bị tách phổi của Sun-yi và yêu cầu phòng mổ số 3 tách phổi của mẹ cô ấy thì y tá nhận được một tin dữ khiến Yi Han và kíp mổ bàng hoàng. Tập 11 của bộ phim kết thúc. Yi Han đã nhận được tin gì mà khiến anh bất ngờ đến vậy? Chúng ta cùng theo dõi diễn biến tập tiếp của bộ phim nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.